Hello các bác. Gần 11 giờ mới đóng hàng xong các bác ơi. Đây, hôm nay em đóng la thái da vàng cho những anh em. Đây, mua giống của em đây. Thì buổi tối cái đèn flash á, nó cái màu của nó không được đẹp thì các bác xem và thông cảm nhé. Do em bật cái đèn flash để cho nó sáng hơn á, nên cái màu la thì nhìn nó có vẻ như là nó vàng vàng đúng không? Nhưng mà thực tế là nó rất là xanh. Đó, rất là xanh, rất tuyệt vời đó. À, cây la thái da vàng giống la thuần chủng, bầu đẹp này, vết ghép chuẩn này, cây đẹp này đó. Nên là còn có chỗ này chắc còn có khoảng hơn trăm nữa thôi, khoảng 150 cây nữa là hết hết cái nữa này. Cây rất là to, to đều đẹp đây, em tóm luôn này cho các bác xem luôn này. Này, đấy, rất nhiều bác hỏi em nè, thế cây có to đều không, đẹp không? Đấy, những cái mà lá nó rụng này, đấy, đang nhú kim luôn rồi đây. Chuẩn bị nó đâm chồi đây rồi, nên bác nào lấy thì báo sớm đi. Lấy luôn đi để đỡ phải lên chồi khó vận chuyển. Đấy, những cây mà nó rụng lá là nhú mầm hết các bạn. Này, em nói ví dụ cây này. Đây, đây nó nhú mầm luôn này. Đó, thấy không? Và trên này không rụng lá thì không nhú mầm đâu. Nên là cũng trao đổi với các bác là khi mà về đến nơi á, mà nó có rụng lá thì càng tốt nhé, đừng có sợ là nó rụng lá là không sống được nhé. Đấy, rất nhiều bác này đến nhận cây đến nơi bảo ôi tôi thấy trên video lá xanh đẹp thế mà sao về đến đây lá nó lại rụng hết, thì nó muốn đâm chồi lẩy lộc thì nó phải rụng lá chứ, chứ còn nếu mà nó xanh gì xanh đi thì bao giờ nó mới đâm chồi được đúng không? Đây tất cả những cây này. Chào rồi các bác, những cái cây nào mà nó rụng lá sớm ấy thì nó nhú mầm sớm nè. Đây em nói ví dụ cây này chọc luôn đi. Đấy, cây này chọc rụng hết lá đi. Đấy, buổi tối thành ra cứ phải đi dây vào như thế, các bác thông cảm như này. Đây các bác thấy không? Tại vì cái mắt mầm của cái la thái da vàng này nó nằm bên dưới cái lá. Đó. Nên là cái lá phải rụng đi thì mắt mầm nó mới nhú ra được. Đây, đó, thấy không? Đấy, ngày hôm nay rất là mừng là mấy anh em vừa rồi lấy giống của em điện cho em nói là về nó đẹp lắm anh ơi. Đấy, không có hư hao cây nào luôn này. Đấy, các bạn nhìn quan sát kỹ đó. Đó, đây là giống la thái da vàng, giống la thái vô cùng là tuyệt vời. Thì quan điểm chung của mỗi người khi nhìn á, thì cái cây mà các bác nhận được ấy, thì là nó có đầy đủ lá đúng không, thì nó sẽ thích hơn. Đấy, đây em để đây em chọn một cây nó đầy đủ lá đấy. Đây, để một cây nào đó nó còn đang nguyên lá nhìn nó sướng hơn đúng không? Đây, 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 một cây như thế này. Đây em để đây đi, cái bầu này nó đây, để nằm cho nó chắc ăn. Thì trao đổi các bác là một cây như thế này thì nhìn đúng là nó chọc chọc đúng không? Nó khó nhìn hơn là một cây mà để còn nguyên lá đẹp tuyệt vời này đúng không? Đấy. Như các bác tin không? Đối với cái cây này thì để mà đâm chồi này nọc thì chậm hơn so với cây bên này rất nhiều lần. Này, đấy. Cây bên này nó đào thải một cách tự nhiên, lá nó rụng đi, chồi nó sẽ đâm ra ngay lập tức. Này, chồi đâm ngay đây. Đó, đúng không? Nhú mầm ngay. Tại vì cái chồi của nó nằm dưới với cái cuống lá mà. Đấy. Nên là nhìn thế này, nhiều bác nhận cây của em về như thế này kêu ôi thế này không sống được đâu, thôi chắc là không lấy mấy nọ kia gì đó rất nhiều. Sau khi nghe em giải thích xong rồi bắt đầu lại lấy, không xong rồi mấy hôm sau điện lại bảo ui nó lên đều đẹp lắm. Đấy, thế còn các bác nhận cây như thế này, các bác để như thế này cho em thì một tuần 10 ngày sau cái lá này nó sẽ mới lại héo, nó rụng đi, xong rồi khoảng 3-4 ngày sau á, thì nó mới lại đâm chồi. Có phải nó mất cả nửa tháng không? Thay vì thế khi các bác nhận cây này của em về, các bác cắt luôn cái lá đi cho em. Lại dùng tay bấu cái lá này đi, hoặc là dùng cái kéo cắt đi. Các bác đừng vẽ xuống nhé. Vẽ xuống là nó xước cái này này, là nó mất cái chồi luôn. Nên là các bác này lấy cái kéo các bác bấm từ đây này. Đấy, bấm đây. Bấm đây. Đấy. Thì cái cuống này khoảng 2 hôm sau nó sẽ rụng mất. Thì là cái chồi đâm rất là nhanh. Đấy. Đây là cái video có thể nói là giải thích rất kỹ cái cách suy nghĩ đúng không? Rồi cái cách hiểu của mỗi người. Để tránh trường hợp nhiều bác còn... Đây, em sẽ tìm một cái cây mà vừa có lá vừa đâm chồi. Đây. Đây,
Cái cây này nó, cái cây này nó vừa rụng lá xong chồi nó mọc luôn rồi các bạn này. Đấy. Đấy, em kiếm cái cây là vừa còn lá vừa còn chồi nhá. Đấy. Vừa còn lá mà vừa nhú chồi ấy, thì để cho các bạn đây. 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 Các bác này, này. Cái cây này, này. Các bác nhìn kỹ đi. Đó, cái lá còn nguyên này. Cái lá còn nguyên thì cái mầm nó đẹn, nó không thể nhú lên được đâu. Còn cái lá đã rớt ra thì chồi đầm sướng không? Đẹp không? Này. Đó. Nên là cái lá còn nguyên này, cái chồi đẹn bé tí tí này. Đó. Nên các bác để nguyên cái lá thì trời ơi thì cái chồi nó nhỏ lắm nó không lên được đâu. Phải cắt đi, đúng không? Dùng cái kéo cái gì đó cắt ngay chỗ này đi này thì cái này nó rụng đi cái chồi nó sẽ đầm ra rất là mạnh này. Đấy. Đấy, nên các bác hiểu chưa? Nên là các bác nhớ nhá, những ai mà mua giống của em nhá, giống đấy, nên là một cái đây là bác nào mà mua cái giống na thái da vàng của em này về đến nhà này thì các bác nhớ một điều này đó, rằng là phải cắt bỏ lá thì nó đâm chồi được. Hai nữa là các bác lưu ý cho em là cái bầu của nó là không được ướt quá nhá, không được ẩm quá nhá, cái bầu phải khô khô một tí này, thoáng này, khô này, chứ cầm cái bầu lên mà nước chảy ròng ròng là chết toi rồi đấy. Nên là các bác nhớ là cơ khoảng 4 5 ngày thậm chí 6 7 ngày mới tưới lướt qua một tí thôi. Đấy, cái bầu khô khô ấy, thì là cây na nó mới khỏe. Đấy, nó mới khỏe được. Này. Này, cái này nhú mầm luôn. Này. Đấy, thấy không? Đấy. Nhìn cái cây này thì đúng là quan điểm đầu tiên nhìn vào thì nhìn nó chán thật, ai nghĩ là chắc là nó chết đấy, nó chết đến nơi rồi. Đấy. Nhưng mà không đâu, đây này các bác này, này. Trời nó nhú ra đến giờ 2 đến 3 ngày nữa là nhú. Nó nhú còn to như thế này luôn này. Chắc khoảng 2 ngày nữa là nhú như này luôn này. Đó. Đấy. Cái cây này nhìn mà mầm bắt đầu ra nhìn có vẻ có sức sống đúng không? Nhìn có vẻ có sức sống. Đấy. Cây này này nhìn có sức sống chắc. Đấy, cây này nhìn đẹp nhất này. Ưa nhìn nhất này. Nhưng mỗi tội nó lại cực kỳ chậm phát triển. Đấy. Muốn trồng cây này muốn ra chồi thì lâu lắm nên nó phải cắt bỏ lá đi. Và nếu chúng ta cắt bỏ lá đi thì khác gì cái cây bên này đâu. Đúng không? Đấy, mà thua cái này có khi cả tuần luôn. Đấy, cái này cái để mà trao đổi với các bác để các bác nắm được. Đấy. Thì bác nào cần giống na thái da vàng thì báo sớm. Tại vì em còn có chỗ này chắc còn khoảng 150 cây nữa thôi chứ không còn nhiều nhá, 150 cây chứ không còn nhiều. Đấy. Rồi nếu bác nào lấy thì đặt giống thì khoảng 10 đến 15 ngày sau em lại có lứa giống mới. Đấy. Nên là buổi tối em xin nhắc lại, buổi tối thì trên video ấy, cái ánh đèn flash ấy là nó sẽ không đẹp. Nó sẽ có cái hành vàng chứ là không phải cái giống nó màu thế, là cái màu của nó rất cái màu giống nó rất là đẹp nhé. Màu giống là nó xanh nét luôn này, đó, thấy không? Chẳng qua là soi bởi cái đèn flash nó có cái màu vàng. Nó hiện đến cái màu vàng nhìn nó không được đẹp mắt. Đấy. Chứ nó rất là xanh, cây giống này, khỏe đẹp không? Này. Có thấy không? Tuyệt vời không? Đấy. Thì không phải là em cung cấp có mỗi cái giống na thái này đâu. Em cung cấp giống dổi, giống bơ, rồi giống nhãn. Hai nữa cung cấp cái túi bọc. Đây. Các bạn này. Túi bọc trái. Đấy. Ngoài cung cấp giống là cung cấp luôn cả túi bọc trái. Tại vì túi bọc trái của em này, đây là túi giấy. Túi giấy Đài Loan A068 20x28. Còn có cái loại túi của túi rút nữa. Rồi có loại túi màu vàng nữa. Đấy. Đây là túi màu trắng nhé. Thì đây là túi màu trắng. Cái bác này thì bác ấy bọc nhiều năm rồi. Bọc La Thái nhé. La Thái túi bọc màu trắng A068 20x28. Kích cỡ của nó đấy. Còn những bác bọc đầy loa bọc ấy thì bọc túi màu vàng ấy thì đa phần sử dụng cho la sầu riêng, la đài, la dưới Đài Loan. Đấy. Thì các bác hay bọc túi màu vàng đấy. Thì trao đổi các bác thế. Rồi nó có một cái loại túi để bọc cho những bác mà chưa dành về các loại túi bọc. Đấy là túi rút, vừa nhanh gọn vừa dễ làm. Đấy. Tất cả các dòng túi của em thì có thể bọc la, bọc xoài, bọc ổi, đấy, bọc bưởi nhá, đều có cái kích cỡ khác nhau. Đấy. Nên các bác yên tâm. Đấy. Túi bọc thì ok rồi, bao nhiêu năm nay các bác biết rồi đúng không? Bên kia thì em còn tập kết mấy bao túi bên kia nữa cơ. Nhưng mà vừa bên đây tắt điện rồi, để sáng mai mới chở đi. Đấy. Đây thì chỉ là số lượng ít thôi. Còn bên kia là các bác lấy ở ngoài là Sơn La Lạng Sơn lấy nhiều. Rồi, về để bọc trái qua đây. Qua đây có thể nói là Lạng Sơn này, Sơn La là những nơi có thể trồng rất nhiều la.
Thì không chỉ na Thái da vàng đâu, mà còn trồng là na dứa, là sầu riêng. Đấy. Ngày trước các bác hay mua giống thì dính vào cái na Thái da xanh, chất lượng nó hơi kém, nhưng dịp này các bác trồng cái na Thái da vàng. Rất mừng ngày hôm nay có bác ở Hòa Bình điện cho em nói là lấy giống của em sau 2 năm trồng, vì vừa rồi mới thu hoạch, bán 100.000 đồng một ký, bán mới cảm thấy là rất nhiều tiền. Đấy, nên là tiếp tục đấy, tiếp tục đặt giống của em về để trồng tiếp. Đấy. Đấy, em hy vọng là sẽ nhiều bác biết đến cái giống na Thái da vàng để chúng ta trồng phát triển kinh tế. Nó cả 100.000 một ký rồi bác. Rất tuyệt vời. Tiền không phải là khó kiếm đúng không? Mà quan trọng là phải làm đúng. Đấy, làm chuẩn đấy. Rồi, chào các bác nhá. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la Thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt, cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.